Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giá thể cơ bản để trồng xương rồng, sen đá, những dòng mọng nước. Đây là tôi mới mua về để chuẩn bị trộn đất trồng nè các bạn. Thì đây là giá thể Berlitz nè. Đây là Bitmoss. Đây là giá thể Vermiculite. Cái này thì không có thấy bản hiệu gì hết. Còn đây là mấy cái Bumais nha các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng loại cho các bạn tiện theo dõi nha. Đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về đá Berlitz nha. Các bạn xem nào, một bao đá Berlitz như vậy á thì là 100 lít. Ở đây họ tính là theo thể tích chứ không phải là theo khối lượng như các bạn. Nhưng mà theo tôi thì cái bao này khoảng mười mấy ký đó các bạn. Cái size của nó đây là ghi là từ 4 đến 8 mm. Cái này hơi mờ nha. Nhưng mà tôi đọc được là từ 4 đến 8. 4 đến 8 mm. Made in China. Này là xuất xứ là từ Trung Quốc nha các bạn. Đây tôi sẽ cho các bạn xem. Đây là size nhỏ. Đá Berlitz thì nó có rất là nhiều size. Mình trồng cây á, thì mình chỉ cần cái size từ 4-8mm thôi. Ở trong công nghiệp nặng á, thì những size lớn nó sẽ được dùng để đổ bê tông đó các bạn, xây những bức tường cách âm đó. Thì dòng đá Berlitz này á là nó là một cái chất trơ, người ta gọi nó là đá xốp đó. Nó không có cái cung cấp một cái hữu cơ gì hết, nó hoàn toàn là một chất trơ. Nó rất là nhẹ như xốp vậy, nặng hơn xốp một chút thôi, nhưng mà nó cực kỳ thoáng luôn. Nó là đá bọt á, nó là cũng là hình thành từ đá núi lửa, nhưng mà người ta xử lý bằng cách là đun nóng nó ở nhiệt độ 1000 độ C đến 3000 độ C để mà hình thành thành cái đá bọt này. Thì đối với cái giá thể trồng xương rồng thì đá Berlitz này thì là một thành phần không thể thiếu nha các bạn, không thể thiếu. Nó là thành phần quan trọng nhất, nó là tạo độ thông thoáng tơi xốp cho đất. Cho nên nếu các bạn làm giá thể trồng xương rồng thì chắc chắn các bạn phải mua cái loại này để trộn thôi, không có loại nào tốt hơn nó được hết. Tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu các bạn là Bitmoss nha. Bitmoss thì đây là một loại rêu mục. Đây là Bitmoss của hãng Bitman Professional nè các bạn. Bit Subjay Professional là chuyên nghiệp nè. Bit là rêu, Subjay là giá thể. Ở dưới thì cái tiếng gì tôi không hiểu nữa. Một cái bao như vậy thì nó có thể tích là 70 lít. Bit Mod đây, các bạn xem hình ảnh thực tế của nó. Nó là một loại rêu. Rêu xong rồi nó chết đi, nó mục, nó nằm ở tầng dưới lâu năm thì nó sẽ tạo thành một cái loại mốt như thế này. Rất là giàu hữu cơ nha các bạn. Bit mốt thì nó có vai trò là hữu cơ, cung cấp hữu cơ cho cây nè, giữ ẩm nè. Nhưng mà loại này thì giữ ẩm cũng không có lâu, nó cũng sẽ rất là nhanh chóng khô, rất là phù hợp để mà trồng cây mọng nước. Có một bài viết của nước ngoài á, so sánh giữa Bitmoss và sơ dừa của mình á. Sơ dừa của mình thì người ta gọi là kho đó. Thì sơ dừa nó cung cấp hữu cơ cao hơn dòng này, nhưng mà lại là giữ nước và kết dính nhau. Thành ra thì về độ hiệu quả trong trồng giá thể thì sơ dừa nó có ưu nhược điểm,
so với lại Bitmode thì Bitmode vẫn là lựa chọn tốt hơn nha các bạn. Chính vì vậy mà giá thành của nó cũng rất là khá cao đó. Một bao sơ dừa mà to như thế này thì khoảng mấy chục ngàn thôi, nhưng mà Bitmode thì là mấy trăm ngàn. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu các bạn là giá thể Vermi Coolit. Cái loại giá thể này là được sản xuất từ một cái loại quặng được khai thác ở trong lòng đất các bạn. Loại giá thể này ở nước ngoài á, người ta thường dùng để gieo hạt. Còn đối với những loại mà size lớn á, người ta dùng để mà nuôi những dòng bò sát á. Các bạn có thể xem trên mạng á, người ta dùng vermiculite để mà ấp trứng một số loài bò sát nha, như là tắc kè, kỳ đà, rùa đó. Còn ở mình á, thì mình lấy cái này để mình trồng cây xương rồng. Loại này nó có chứa rất là nhiều magie, nhôm, silicate, một số cái chất vô cơ cho cây rất là tốt, giúp cây căng bóng khỏe mượt. Nó cũng giữ nước tốt nữa các bạn à, các bạn thấy nó lộc này lóng lánh không? Người ta gọi nó là đá trân châu nữa đó. Loại này thì khá mắc tiền luôn. Một ký bán lẻ của nó là khoảng 50 ngàn nha các bạn. Cái này thì lựa chọn thêm thôi. Nếu mà các bạn thấy không cần thì có thể là không mua. Ở đây tôi mua để mà hỗ trợ cho việc gieo hạt đó. Chứ còn giá nó cao quá thì tôi cũng không có trộn vào giá thể làm gì. Tiếp theo thì tôi giới thiệu các bạn một thành phần cũng rất là quan trọng trong việc trộn giá thể trồng xương rồng, đó chính là đá Bushmice. Đây cũng là đá núi lửa nha các bạn. Người ta gọi đây là đá bọt. Trong quá trình phun trào núi lửa thì những cái nham thạch đó nó có bắn cái bọt lên, thì cái bọt này nó hình thành cái đá Bushmice này. Thì người ta khai thác trực tiếp luôn chứ không có nung nóng gì hết. Đá Bushmice này thì nó chứa một hàm lượng magie và silicate rất là nhỏ thôi, nó hầu như là nó vô cơ thôi. Nhưng mà ở đây nó có hai loại, Bushmice Indonesia và Bushmice Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đây thì ở Việt Nam là hay có Bushmice Indo, nhưng mà sau này người ta nhập loại của Thổ Nhĩ Kỳ về. Thì thực tế thì Thổ Nhĩ Kỳ nó có nhiều ưu điểm hơn so với Indo như các bạn. Theo tôi đọc trên một số bài báo thì cái dòng Bushmice của Thổ Nhĩ Kỳ thì nó lại có chứa một số hàm lượng canxi nữa. Ở khi mà trồng cây này thì mình sẽ lựa chọn cái size là từ 3 tới 6. Đây là 3 tới 6 mm nha các bạn. Nó cũng là một thành phần không thể thiếu đó. Bitmode với lại Vermi mình có thể lựa chọn bằng những cái giá thể khác, nhưng mà Berlitz và Bushmice thì bắt buộc mình phải có. Một bao như thế này thì khoảng 100 mấy chục ngàn đó các bạn à, tùy chỗ bán thôi. Nó mắc là mắc cái tiền vận chuyển á, tại vì một bao như thế này là khoảng gần 20 kg, vận chuyển tùy xe hay gần nữa, mà có nơi vận chuyển cũng là bằng tiền cái bao luôn. Tiếp theo thì tôi giới thiệu với các bạn một loại giá thể dùng để mà lót đáy nha. Khi mà trồng những cây xương rồng á, thì những cây mà quý hiếm mắc tiền thì mình cẩn thận, mình phải lót đáy để mà cái độ rút nước nó được hiệu quả. Ở đây là tôi dùng những viên đất nung các bạn à. Cái này là tôi mua lại của mấy người trồng rau thủy canh á, hoặc là trồng aquaponics á, họ xài một thời gian cái họ bỏ thì mình mua lại cho nó rẻ. Đây nè, những viên đất nung này nó không có hút nước mà nó rất là nhẹ nữa.
mà nó không có kết dính với nhau, cho nên khi mình lót đáy thì rất là tốt luôn. Thì cái này cũng không bắt buộc nha các bạn. Nếu các bạn nào có điều kiện thì mua để mà lót đáy thêm thì bảo đảm an toàn cho cái cây của mình thôi. Lỡ mà tưới quá nhiều hoặc là trời mưa nó ngập chậu thì nó cũng thoát được nhanh nước. Rồi cuối cùng là tôi giới thiệu các bạn cái loại đá Akadama. Đá Akadama thì có xuất xứ là của Nhật Bản nha các bạn. Ở đây á, thì tôi không dùng đá Akadama để trộn vào giá thể, mà tôi dùng để rải mặt thôi. Một vấn đề ở đây nữa là cái đá này ở Việt Nam mình á, nhập thì đề xuất xứ Nhật Bản, thật ra cũng là Trung Quốc sản xuất các bạn à. Chất lượng nó không có đảm bảo đâu. Tại vì nó nung có thể là chưa có đủ độ hay sao đó, một thời gian là nó rã ra thôi. Nhưng mà về độ thẩm mỹ thì loại này rải mặt rất là đẹp nha các bạn. Bạn có thể mua cái loại size nhỏ, một là mình để rải mặt, còn hai là mình để gieo hạt thì ok. Nhưng mà khi trộn vô thì một thời gian nó sẽ rã ra, nó thành đất sét. Thì tôi khuyên các bạn chỉ nên mua để rải mặt hoặc là gieo hạt thôi. Một cái loại khác tôi dùng để rải mặt nữa là đá sạn nè. Đây là mua ở chỗ mấy cái chỗ cá cảnh đó các bạn. Rải mặt bằng cái loại đá này cũng rất là đẹp. Nhưng mà nhược điểm đó là cái đá này nó khá nặng nha. Bạn nào làm vườn ở trên sân thượng thì cũng hạn chế xài loại này rải mặt. Rải nhiều quá thành ra nó nặng cái sân thượng của mình. Rồi cuối cùng thì tôi kết thúc video tại đây nha. Ở clip sau thì tôi sẽ làm một clip về trộn các giá thể này với nhau, các thành phần như thế nào thì các bạn sẽ xem clip sẽ rõ nha. Rồi các bạn xem clip thì nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp cho tôi nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.